Chơi nhà số từ Smart TV và đặc biệt là từ TV Box thì cho chúng ta rất nhiều những cái ưu điểm rất là hay. Vậy thì có những cái điểm chú ý gì để chúng ta tận dụng cái TV Box này một cách tốt nhất trong việc chơi nhà số? Nào, mời mọi người cùng theo dõi. Xin chào mọi người đã quay trở lại với video của nhà số Hà Nội. Thì đầu video cho phép em gửi lời chào đến tất cả mọi người và chúc mọi người sắp tới rồi, chúng ta sắp đến Tết rồi, mọi việc thì nó tất bật hơn, thì chúc mọi người là mọi việc được suôn sẻ. Đấy, chúng ta bình tĩnh làm việc, không vội vàng nhá, an toàn, vui vẻ, suôn sẻ và thật nhiều là niềm vui nhá. Ok, thì quay trở lại đây á. À đây, bật bé lại một tí. Quay trở lại đây thì cái video ngày hôm nay em sẽ tổng hợp lại cho mọi người những cái ưu điểm, những cái chú ý khi chúng ta chơi nhạc từ TV Box. Thật ra là TV Box nó chỉ là một phần trong cái lĩnh vực chơi audio. Cụ thể hơn là nó liên quan đến TV. Nếu như nhà ai mà đã có Smart TV rồi thì chúng ta không cần đến TV Box nữa. Nhưng tất nhiên là không phải ai cũng mua cái Smart TV. Giống như nhà em chẳng hạn, em vẫn xài cái TV mà mua cách đây 6-7 năm và mua thêm một cái TV Box này để chúng ta truy cập vào mạng. Rõ ràng TV Box giá nó rất là rẻ, nó có vài trăm ngàn thôi. Cái loại đắt thì cũng chỉ hơn 1 triệu đến 2 triệu là chúng ta có thể truy cập Internet, chúng ta có thể nghe nhạc ở trên YouTube, trên TV, có cả hình ảnh, cực kỳ tiện lợi. Thế thì có một số anh khi mà em lên những cái video hướng dẫn về TV Box á, nào là chúng ta kết nối USB, nào là chúng ta kết nối với giải mã, đó, rất là nhiều. Thì khi mà mọi người về thực hiện, thực hành thì có những cái vấp phải trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Thì vấn đề đầu tiên mà em muốn đề cập đến ở đây đó chính là chất lượng nguồn nhạc. Mọi người có thể thấy em đang chơi trên đây là nhạc ở trên YouTube nha mọi người nhé. Đây này. Đấy, mọi người thấy không? Chất lượng nhạc ở đây em đang chơi là ở trên YouTube. Thế thì những cái chất lượng nhạc như thế này này, nó bây giờ đã tốt hơn rồi, nhưng nó cũng chỉ ở một cái mức độ là 16 bit thôi nhá. Nó khác hoàn toàn so với một số những cái định dạng nhạc chất lượng cao 24 bit hoặc là DSD. Đấy, vậy là nếu như cái nguồn nhạc ở trên YouTube này nó thấp như vậy thì mọi người có chơi con giải mã nào đi chăng nữa, cái con giải mã 1 triệu, 3 triệu đấy, ví dụ như là FXD01, ví dụ như Topping D50S đây, hay là DO100, hay là mọi người chơi những con hàng trăm triệu thì nó cũng không thể nào thay đổi được cái chất lượng nhạc. 16 bit vẫn là 16 bit, chứ không thể 16 bit mà chơi một cái con giải mã cao tiền nó đẩy lên được 24 bit, nó đẩy lên được 32 bit thì cái đó không có phải nhá. Mọi người tránh nhầm lẫn cái điều đấy. Cái việc đó nó quan trọng như thế nào ạ? Để chúng ta biết được rằng là ở trên YouTube này, cái nguồn nhạc nó sẽ không bao giờ bằng nhạc offline. Nhạc offline là những cái nhạc mà bọn em phải mua và bọn em cóp ra USB hoặc là cóp ra ổ cứng. Thì nếu như chúng ta tiện, chúng ta có thể chơi nhạc YouTube, không quá cầu kỳ chơi YouTube là ok rồi. Bởi vì nó cho chúng ta rất nhiều cái lợi thế, nào là có hình ảnh này, nào là chúng ta thích bài gì thì có bài đó này. Đấy, nhưng nếu cầu kỳ hơn thì mọi người có thể chép ra USB. Những cái định dạng nhạc lossless là những định dạng nhạc mà người ta sao chép và không bị mất dữ liệu. Dữ liệu của nó rất là lớn và âm thanh của nó rất là hay. Thế thì cách chơi như sau nhá. Sau khi mà chúng ta đã cóp rồi thì chúng ta sẽ cắm vào cái ổ USB ở trên con TV Box. Đây, em sẽ cắm cho mọi người nhá. Bây giờ em sẽ rút. Nào, em sẽ thực hiện cho mọi người này. Nào, em quay dịch điện thoại ở đây, anh sẽ hướng dẫn mọi người. Đây. Đây, nào. Mọi người hãy để ý cho em nhé, em sẽ hướng dẫn lại. Ở trên con TV Box của chúng ta, hầu như con nào cũng sẽ có hai cổng USB 3.0 và USB 2.0. Thì 3.0 và 2.0 này nó chính là cái công nghệ truyền dữ liệu. 3.0 thì nó truyền tốt hơn và 2.0 thì nó truyền kém hơn một xíu. Thế thì 3.0 này nó sẽ đi với cái USB 3.0 và 2.0 nó sẽ đi với USB 2.0. Nhưng cái đấy nó không quan trọng, chúng ta cắm vào đâu thì nó cũng chạy thôi.
Đấy nhá, không lo, cắm đâu nó cũng chạy. Vậy thì chúng ta sẽ cắm vào một bên. Đó, như em thì em hay cắm ở 3.0. Nào. Đây là cái USB mà đã có dữ liệu nhạc, chúng em copy lại đều là định dạng nhạc chất lượng cao. Vậy là cái cách đầu tiên chúng ta sẽ chơi nhạc offline chất lượng cao bằng USB. Rồi, quay trở lại màn hình. Sau khi mà đã cắm USB rồi thì chúng ta sẽ truy cập vào cái USB đó để chúng ta xem. Đấy, nào, trên những con TV box khác nhau nó sẽ cho chúng ta những cái truy cập khác nhau. Và em cũng đã có làm một video rồi. Thông thường đối với những dòng TV box mà có cái phần những cái hiển thị tiếng Việt này thì chúng ta có thể vào phần thư viện. Đấy, hoặc vào phần nó có ghi là một cái file thư mục. Còn ở trong cái thiết bị của em thì nó sẽ có một cái phần riêng nó truy cập vào. Nó chính là cái Xbox này. Đó, nào đợi một tí để cho nó chạy. Đấy mọi người thấy không? Nó sẽ là cái Xbox. Khi vào vào cái phần này rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây nó sẽ có một cái thiết bị gọi là Kingston. Kingston nhá. Nó tùy từng cái USB có những cái tên khác nhau. USB này của em là Kingston thì chúng ta sẽ chọn vào cái Kingston này. Và mọi người sẽ thấy đây nó sẽ hiện lên những cái file nhạc. Đây em mới chép thử toàn bộ file nhạc của ca sĩ Phương Phương Thảo. Đây, mọi người thấy này. Đấy, ấn vào phát là nó sẽ hiện lên những cái bài nhạc của cô ấy. Ở đây ví dụ như bài Một Mình của Phương Phương Thảo, bài Ga Chiều Phố Nhỏ. Và mọi người để ý cho em, nhạc ở đây đều là nhạc chất lượng cao. Dữ liệu lên tới 85 MB. Tức là nó gấp rất nhiều lần, nó gấp phải đến 30 lần so với những cái định dạng nhạc MP3 ở trên YouTube nha. Đây là nhạc, này là nhạc 24 bit nhé mọi người nha. Mọi người chú ý cho em. Đấy, rất là tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ nghe thử. Nào, Ga Chiều Phố Nhỏ này. Chạy này. Đấy. Và đấy. Ok chưa? Bây giờ em đã cắm xuống DLC và mọi người. Đấy. Chiều nay anh về phố nhỏ hẹn tôi đón anh. Mọi người thấy không ạ? Anh viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Đấy. Tôi đến sân Đây là cái cách chơi mà chiều chúng lộng ta chơi sông, bằng USB. Chúng ta chơi định dạng nhạc offline, định dạng nhạc lossless chất lượng cao ở trên TV Box. Điều thứ hai đó là sau khi mà chúng ta đã lựa chọn được cái cách chơi nhạc rồi, có thể chơi nhạc online trên nhạc YouTube, có thể chơi nhạc qua USB, thì chúng ta xuất cổng nào là tốt nhất? Xuất cổng nào? Thì chúng ta lại để ý cho em nào, lại để ý cho em ở đây. Tạo rút nó ra nhá. Đây, nào. Mọi người hãy để ý cho em, đây là một cái TV box nhà em. Đấy. Được không? Chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối, ở đây là cổng optical là cổng quang. Đấy, hoặc chúng ta sẽ có cổng AV là cổng 3.5. Hoặc chúng ta có hai cổng USB này. Thì thông thường con TV box nào nó cũng xuất cho chúng ta được cổng quang. Cổng quang xuống giải mã DAC, đây, xuống cổng quang ở trên DAC. Đấy, nhớ nhá, con TV box nào cũng xuất được. Còn cái cổng AV này thì không cần phải chơi qua DAC nữa. Cổng AV này sẽ chơi trực tiếp xuống âm ly hoặc xuống vang. Ở cái này chúng ta sẽ không nói bởi vì nó không phải là cổng nhạc số. Ở đây chúng ta chỉ nói cổng quang là OBT. Thế thì tại sao những cái video trước em có hướng dẫn mọi người là cắm cổng USB này chơi sẽ hay hơn? Đấy, tại sao cắm em được hướng dẫn thế? Thì lưu ý ở đây sau khi mà em đã tìm hiểu rất là kỹ, sau khi mà đã hỏi những cái nhà bán, những cái nhà phân phối bán TV box thì có nhận được một cái câu trả lời như thế này. Hiện nay TV box có rất là nhiều hãng, ví dụ như của FPT, ví dụ như của Xiaomi, ví dụ như của Magic, nhiều hãng khác. Thì những dòng TV box đời mới sẽ cho chúng ta xuất được cổng USB. Vậy là những cái dòng từ năm 2021, năm 2022 tương lai, tức là 2023 gì đó, thì cái cổng USB này nó sẽ xuất được tín hiệu. Đây mọi người ạ. Cổng USB này sẽ xuất được tín hiệu.
và cái việc cổng USB này xuất được tín hiệu thì nó sẽ cho phép chúng ta chơi giải mã qua cổng USB ở định dạng chất lượng cao tốt nhất nha. Ở đây em sẽ trải nghiệm luôn cho mọi người thấy. Đây là một con Tobin D50S. Tobin D50S là một cái dòng sản phẩm mà mọi người có lẽ là khá là quen thuộc rồi. Chúng ta sẽ cắm cái USB ở đây vào Tobin D50S nha. Và đồ còn lại em sẽ cắm vào cổng USB ở trên con TV Box. Đó. Đây, mọi người có thể nhìn thấy cho em này. Chất lượng tín hiệu nó đẩy lên 96 kHz. Nha. Tần số lấy mẫu nó đã đẩy lên rất là cao, 96 kHz. Và nghiễm nhiên chắc chắn chơi qua cổng USB bao giờ cũng hay hơn chơi qua cổng quang. Bây giờ em sẽ cắm cổng quang vào cho mọi người thấy. Đây, đây là một cái dây quang Fullatec nha, em sẽ cắm vào. Cắm một đầu vào con TV Box. Rồi, một đầu em sẽ cắm vào D50S. Đó, mọi người thấy chưa? Bây giờ nhá, em sẽ chuyển, để ý này, USB là 96 kHz, chuyển sang OBT 48. Mọi người thấy rõ chưa? Cái sự khác nhau chưa? Đấy. Vậy là cứ USB ta chơi thôi. Tội gì? Rõ ràng là tần số lấy mẫu tốt hơn thì nó sẽ cho chúng ta cái độ chạy mượt mà hơn. Vậy điều chú ý thứ hai cho em là nhà mọi người dùng TV Box nào cũng vậy, của Xiaomi, của FPT, của Magic, của bất kỳ dòng nào thì hãy chọn những cái dòng đời mới nhất. Vậy là chúng ta đi mua thì chúng ta cũng lựa chọn những cái dòng mới nhất nhá. Đừng vì giá thành rẻ mà mua những cái con mà đời sâu quá, nó chạy không có mượt, và khi mà chúng ta mua DAC về nó cũng không giải quyết được cho chúng ta những cái tính năng tốt nhất thì nó rất là lãng phí nhá. Mọi người chú ý điều này. Rồi cái lưu ý thứ ba đó là khi mà chúng ta đã có nguồn nhạc hay rồi, chúng ta đã có một con TV Box hay rồi, xuất được cổng USB, thì chúng ta nên lựa chọn con giải mã nào chơi được cổng USB hay nhất. Thật ra cái mức hay nhất thì nó cũng khó. Đấy, con đắt tiền là con hay, cứ con đắt tiền là con hay. Thế nhưng trong cái mức giá nó phù hợp với mọi người thì con nào chơi được cổng USB, con nào chơi phù hợp. Thì xin thưa mọi người rằng là trừ những con cục chuyển quang thuần nhá, trừ những cái con cục chuyển quang thuần mấy trăm nghìn, hoặc những cái con như sản phẩm Suka V1 Pro đây, hoặc những con như sản phẩm Suka V1 Pro là những cái sản phẩm chỉ nhận cổng quang và cổng Bluetooth, là nó sẽ không có cổng USB thôi. Còn lại những con giải mã nào cũng có cổng USB hết nha mọi người nha. Mọi người chú ý cho em. Trừ những con chuyên chơi Bluetooth và chơi cổng quang ra thì con nào cũng có cổng USB. Đây, nói có sách mách có chứng, em sẽ thử luôn cho mọi người này. Đây là một cái dòng sản phẩm khá là bình dân, Suka Q4 cũng có USB nhá. Rồi, bình dân nữa. À đây, D01, đây cũng có USB nhá, của FX. Rồi, X6MK2 đấy, có không? Cũng có. Rồi tiếp đến D50S thì vừa em thử rồi đúng không nhỉ? Có chắc chắn. Đến DO100 đây, cái cổng nó bé xíu như này này mọi người này, nó cũng có nha. Hoặc ở đây này, em sẽ test luôn cho mọi người, thử luôn cho mọi người những cái chỉ luôn cho. Chúng ta có Tobin E30 đây, cũng có USB. Đáp Q5N cũng có. Rồi, đáp Q5 Pro à, đây cũng có này. USB này là USB A nhá, cái hình hình chữ nhật này. Nó khác với một số dòng là có dòng có là USB hình ngôi nhà, có dòng là USB hình chữ nhật, hoặc cũng có dòng đấy. USB của nó thì lại là cái dạng bé bé xíu xíu thế này thôi. Đây này, nó có dạng bé bé xíu xíu như này. Đấy, dạng này. Dạng này hoặc dạng này. Đây là ba dạng USB của DAC. Thế thì mọi người lại yên tâm là con nào có USB thì con đó có sẵn dây nhà sản xuất đưa cho mọi người nhá. Có sẵn dây để chúng ta chơi. Đấy. Ví dụ như chúng ta có những cái dây USB như thế này. Một đầu cắm vào TV Box, một đầu cắm vào giải mã DAC. Đó. Con nào nó cũng có, từ con rẻ tiền đến con đắt tiền.
đã có cổng USB là sẽ có dây này. Bởi hiện tại bây giờ cái cổng đó là cổng gần như là hay nhất đối với những con giải mã DAC. Mọi người chú ý nhé. Nên là chúng ta yên tâm, có là chơi được. Vậy là tổng hợp lại là gì? Đó là trên con TV Box này chúng ta có thể chơi nhạc online, có thể chơi nhạc offline chất lượng cao. Và khi mà ta đã có nguồn nhạc rồi, chúng ta lựa chọn được nguồn nhạc phù hợp cho mình. Đấy, hoặc là có thể chơi đồng thời cả hai nhé. Chơi đồng thời cả hai là cái chuyện rất là đơn giản và rất là hay. Thì chúng ta bắt đầu quan tâm đến cổng xuất ra. Có thể là cổng quang OBT là một cái cổng thuần từ trước đến nay. Và tốt hơn, đối với những dòng TV Box đời mới 2021-2022 thì mọi người hãy xuất cho em cổng USB. Nha, yeah, xuất cho em cổng USB là cổng rất là hay. Đó là cái điều thứ hai. Vậy xuất được cổng USB rồi thì chúng ta hãy lựa chọn cho mình một con giải mã phù hợp. Tất nhiên, đối với những con giải mã bây giờ con nào cũng có cổng USB cả. Và chúng ta không cần phải lăn tăn điều đấy. Thế thì quan tâm đến cho em là giá thành, quan tâm đến cho em là chất âm nhá. Mỗi con nó sẽ có giá thành và chất âm khác nhau. Ok, thì video vừa rồi nó sẽ giải đáp một phần thắc mắc cũng như là hướng dẫn mọi người cái cách chơi từ con TV Box xuống con giải mã làm sao cho âm thanh tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe.